xe cả này, cả nhà ơi, giờ này là giờ cao điểm nè. À, phía trước màn hình mình đó là cầu số 13. Cầu 13 nè, bà con đi vòng qua bên kia để mà đi qua bên Vinh Sơn Trung Lò Rèn ở trong kia đó. Vinh lớn ở trong kia đó, đi vòng cái đường cầu này qua bên kia chạy nó lẹ hơn nha cả nhà. Điểm cho nên là kẹt xe. Đây là cầu số 13 phía trước Vinh Hưng Trung nha cả nhà. Đây, ở đây là mé bờ rào của Vinh Hưng Trung mình nè. Rồi cái cầu số 13 này là phía trước của Vinh nha, kẹt xe rồi nè. Bởi vì cái đường này á, bà con mình đi qua bên kia là chạy vào trong Vinh Đức Cố trong kia, Vinh lớn trong kia là được nha, không có bị ùn tắc xe nha. Còn ở đây là bị kẹt xe nhiều lắm, bởi vì là xe lớn chạy vô. Cho nên bà con mình có đi về cúng Vinh lớn ở phía trong á, là đi qua cầu này chạy cặp theo bờ sông cũng có đường nhựa nữa, thì bà con mình đi vào trong Vinh lớn ở trọng á thì nó sẽ rộng hơn, nó không bị kẹt xe nha. Còn đây là Vinh Hưng Trung mình nè, nơi đây cũng thờ Đức Cứu Quảng luôn, nhưng mà đây là Vinh nhỏ. Còn mình đi chạy thẳng vào trong kia nữa là Vinh lớn nha. Vinh đó gọi là Vinh Sơn Trung Lò Rèn, bởi vì ngày xưa là có lò rèn, ở trong đó có 5 ông thợ để là rèn binh khí cho Đức ông đi đánh giặc cái thời kháng chiến chống Pháp ngày xưa. Vinh Hưng Trung, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Ngôi sao điện ảnh Diệt Trinh. Ngôi sao điện ảnh mình nói chuyện chứ đâu phải ca sĩ đâu, ngôi sao điện ảnh mà.
Trời Việt Trinh à. Năm nay thấy Việt Trinh thấy béo lên nè. Thấy Việt Trinh thấy mập lên nè. Giỡn kế hoạch quá. Điểm hơn rồi. Điểm hơn đúng nhau rồi. Giỡn kế hoạch quá. Việt Trinh nay chơi màu đen cắt tóc ngắn thôi chứ. Nhìn không ra luôn. Thôi nói chứ gặp mấy anh em cũng về trong tổ bánh xèo về để phục vụ bà con mình vào ngày lễ lần thứ 151 nơi Vinh Ông ở ở đây Vinh Ông Cố ở đây là mình kêu là cầu Vinh Hưng Trung ở cầu 13 phải không? Cầu 13 đó thì cũng có duyên lành thì anh em chị em mình ở khắp nơi luôn mà tụ về đây rồi ha, cho nên là mới được có duyên này mới được. Đây, đây là mẹ nuôi. Mẹ nuôi của con. Dạ, chút xíu thôi nó đó. Dạ. Quay đi. Quay đi. Dạ. Anh Nam của bà của hổ. Ông già nuôi đâu có. Ở tới đây rồi hổ gì vậy, nhà thuốc của hổ thôi. Ở đây là gì? Hay là bạn có. Bạn này kinh 13, còn bạn này ở trên bên có 16, 17. Ừ. Bạn này kinh 13, còn bạn này ở trên nấu nhà phố phố hủ. Thôi ở đây mình quay lên gì đó. Phố hủ hoài. Thì có sao nói vậy người ơi thôi. Ủa giờ vậy giờ mình từ chối mình cũng đâu. Mình từ chối mình có đâu cũng đâu có đổi chỗ ở được đâu. Không phải em ở đây mà ngặt lên nấu nhà thuốc phố hủ cho nó. Một ngày ngàn mấy lần. Vậy hả? Trời vậy bữa nào có duyên mình lên chỗ mình ăn bữa cơm của mình nấu mới được. Dạ. Nha. Dạ. Trời chẳng là một vụ gì là hết mình luôn. Rồi, thì nói là bởi vậy mới nói là có duyên thì mới gặp lại. Thôi thì sáng dịp đây thì anh em mình gặp ở đây thì cũng chúc bà con mình về đây dự lễ ông làm công việc từ thiện thật nhiều sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn. Nhiều ý nghĩa. Rồi bấm gì lên? Bấm ấm áp miền Tây. Cái gì? Ấm áp miền Tây. Ấm áp miền Tây. Thôi, nhớ cái cả bóng đầu miền Đông có lên không? Thank you.
Để no lòng hay là ban nước để mình giải khát hay là bánh để cho mình thưởng thức, nhờ có những bạn bếp là ban bánh như vậy thì là mình mới có được đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn cái mâm để cúng ông rồi sau đó mình thưởng thức ha. Đây là mấy chị ở trong ban phòng bánh nè. Chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.